Top 3 dòng kem chống nắng giúp da bạn đẹp như cái hàng mặc dù không biết trang điểm. Có ai tin là da mình hiện tại chỉ đang dùng mỗi kem chống nắng không? Đầu tiên, chân ái của mình chính là MC Fusion C, lớp finish nâng tông trắng hồng và căng bóng nhẹ nhàng, chuẩn gái hàng luôn. Mình sẽ đánh giá cho em này điểm 9 trên 10 đối với những làn da khô hoặc là da hỗn hợp ít dầu. Ví dụ như da bạn nào mà nhiều dầu hoặc là nhạy cảm hoặc là dễ lên mụn thì mọi người có thể đổi qua cái dòng laser màu đỏ nhé. Ứng thứ hai là em kem chống nắng Avène có vòi bơm như thế này. Em này thì dành cho làn da hỗn hợp đến làn da dầu và da treatment cũng có thể sử dụng được. Về lớp finish sau khi thoa thì em này nó có chất kem màu trắng cho nên nó sẽ nâng tông da trắng sáng nhẹ nhàng. Và đặc biệt nó phù hợp với những các bạn nào mà có làn da từ trung bình cho đến da trắng. Khi dùng em này sẽ có cảm giác trắng hơi nhiều sau khi thoa, nhưng mà 5-10 phút sau thì nó sẽ tiệt vào da, nâng tông trắng rất là nhẹ nhàng, cho nên mình cho điểm em này là 8 trên 10 nha. Thứ ba chính là em kem chống nắng Flawless, không xa lạ gì nữa đúng không? Em này thì mình nghĩ là phù hợp cho những các bạn nào mà có làn da tối màu, da ngâm hoặc là trung bình. Những cái da nào có khuyết điểm nhiều thì mọi người sẽ dùng em này. Tại vì em này có chất kem là màu kem nền, màu da, cho nên nó sẽ che khuyết điểm tốt hơn so với nâng tông. Nâng tông thì em nó chỉ làm đều màu da thôi, còn nếu mà nâng tông trắng hồng, trắng sáng, nhẹ nhàng thì không được. Và mình sẽ chấm điểm cho em nó là 8 trên 10, phù hợp với những cái làn da từ hỗn hợp đến da dầu, da đang treatment dùng BHA hoặc là retinoid.